Cô Thân Hải chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học sinh học lớp 10 của trang web olm.vn Một số bệnh do virus Ở video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cơ chế gây bệnh chung của virus. Trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Có tên viết tắt theo tiếng Anh là HIV. Loại này thì sẽ tấn công các tế bào hệ miễn dịch, làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. HIV được cho là đã phát tán từ loài tinh tinh sống ở Trung Phi sang cho người vào những năm 50 của thế kỷ trước. Hình ảnh mà các em đang quan sát là cấu tạo của virus HIV. Em hãy quan sát thật kỹ, kết hợp với việc tìm hiểu thêm thông tin để điền những chú thích phù hợp vào chỗ trống nhé. Chúc mừng các em, các em đã trả lời đúng rồi đấy. Ở vị trí thứ nhất chính là vật chất di truyền của virus HIV, cụ thể là RNA sợi đơn. Bên cạnh vật chất di truyền là những hạt màu xanh, mô tả cho hai enzyme phiên mã ngược. Bao bọc bên ngoài vật chất di truyền và enzyme chính là vỏ capsid. Còn bên ngoài lớp vỏ capsid là vỏ ngoài, được cấu tạo từ phospholipid kép có các gai glycoprotein các gai này thì chỉ có thể liên kết đặc hiệu với một số thụ thể của các loại tế bào trong hệ miễn dịch của người. Vì vậy, những tế bào không có thụ thể tương thích thì HIV không thể xâm nhập được. Tiếp theo, cô mời các em quan sát về hình ảnh mô tả chu trình nhân lên trong tế bào vật chủ của virus HIV. Dựa vào hình ảnh trên đây, các em hãy mô tả lại chu trình này nhé. Đúng rồi. HIV lây nhiễm và phá hủy một số tế bào của hệ thống miễn dịch ở người như tế bào bạch cầu T4, đại thực bào. HIV tiếp cận với tế bào bạch cầu nhờ các gai glycoprotein ở lớp vỏ ngoài liên kết đặc hiệu với các thụ thể trên bề mặt của tế bào. Sau đó, lớp vỏ ngoài sẽ dung hợp với màng sinh chất của tế bào, đưa virus cùng với vỏ capsid vào trong tế bào. Tiếp đến, phần vỏ sẽ được cởi bỏ Quá trình phiên mã ngược bắt đầu nhờ các enzyme phiên mã ngược để tạo ra DNA sợi đơn. DNA sợi đơn lại được tổng hợp để tạo thành DNA sợi kép. Sau đó, tích hợp vào hệ gen của tế bào chủ. RNA của virus và protein sẽ được tổng hợp, sau đó lắp ráp và được giải phóng ra khỏi tế bào chủ. Trong quá trình nhân lên thì HIV thường tạo ra rất nhiều biến thể. Những chủng HIV mới có thể xuất hiện rất nhanh chóng trên cùng một cơ thể người bệnh chỉ sau vài tháng nhiễm virus. Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho việc phòng và điều trị hội chứng S gặp nhiều khó khăn. Hiện nay thì người ta đã có thuốc để ức chế thụ thể mà HIV sử dụng để nhận biết và xâm nhập vào tế bào chủ, hoặc cũng có loại thuốc khác dùng để ngăn cản quá trình phiên mã ngược tạo ra DNA và RNA của virus. Virus HIV lây truyền từ người này sang người khác qua ba con đường. Đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con. Cụ thể, qua đường máu thì người có vết thương hở khi tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch tiết của người bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Hoặc sử dụng chung bông kim tiêm, dụng cụ xăm mình với người nhiễm HIV cũng khiến cho bệnh lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc quan hệ tình dục với người nhiễm hiv sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao đặc biệt là trong trường hợp không sử dụng các biện pháp bảo vệ không những thế những người mẹ nhiễm hiv có thể truyền virus cho con qua nhau thai hoặc qua sữa mẹ từ đó có thể đề ra một số biện pháp để phòng tránh hội chứng s ví dụ như quan hệ tình dục an toàn một vợ một chồng hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ không sử dụng chung bơm kim tiêm hay các dụng cụ có nguy cơ dính máu hoặc dịch tiết từ người bệnh. Thực hiện việc truyền máu an toàn. Việc phát hiện sớm và quản lý tốt những người nhiễm HIV cũng có phần ngăn chặn việc lây truyền HIV. Ví dụ, nếu phụ nữ nhiễm HIV khi mang thai được dùng thuốc kháng virus trong thai kỳ và giai đoạn cho con bú thì có thể ngăn chặn được sự lây nhiễm của virus sang cho con. Khi đã xâm nhập vào cơ thể virus HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người qua ba giai đoạn. Giai đoạn sơ nhiễm, giai đoạn không triệu chứng và giai đoạn cuối. Em hãy tìm hiểu về đặc điểm của từng giai đoạn này nhé. Chính xác. Giai đoạn sơ nhiễm hay còn được gọi là giai đoạn cửa sổ, thường kéo dài từ 2 tuần cho đến 3 tháng kể từ khi tiếp xúc với mầm bệnh. Ở giai đoạn này thì người bệnh thường không có biểu hiện triệu chứng hoặc có nhưng rất nhẹ. Giai đoạn tiếp theo là không triệu chứng. Giai đoạn này thì thường kéo dài từ 1 cho đến 10 năm tùy từng bệnh nhân. Lúc này thì số lượng tế bào bạch cầu T4 giảm dần. Tuy nhiên người bệnh không có biểu hiện triệu chứng gì. Giai đoạn cuối là giai đoạn biểu hiện triệu chứng ép. Lúc này thì số lượng tế bào bạch cầu giảm mạnh khiến hệ miễn dịch hầu như không còn tác dụng bảo vệ cơ thể bệnh nhân bị tấn công bởi nhiều căn bệnh do vi sinh vật khác gây ra được gọi là bệnh cơ hội ví dụ như tiêu chảy lao ung thư viêm da sưng hạch sốt kéo dài khiến sức khỏe suy kiệt dẫn đến tử vong do vậy nguyên nhân tử vong của người mắc hội chứng s thực chất là do các bệnh cơ hội này gây ra Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học ngày hôm nay. Thông qua tìm hiểu, các em cần ghi nhớ một số nội dung chính sau đây. Cấu tạo của HIV Quá trình nhân lên của HIV Phương thức lây truyền và cách phòng tránh hội chứng S Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học trực tuyến OLM nhé! cô tân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo